Ok, hôm nay mình sẽ đắp màu M40 nha, M40. Đó. Đây mình lấy bột nè, mình đặt lên nè. Đó, mình kéo nhẹ xuống nè. Tém hai bên hông đẩy vô nè. Thấy bột nó đi không anh chị? Đó, mình đẩy lên cuticle cho nó thiệt là tròn, thiệt là sáng nè. Thật sự là cái bột nó quá dẻo luôn anh chị ơi. Đó, mình vuốt nhẹ nè, vuốt nè, đập ra bên hông vuốt, nó lem chút cũng được không sao nha. Đó. Vuốt tém vô nè, tém vô nè. Đó, mình tém vô cái màu rất là đẹp luôn. Trời, cái bàn mới của tôi mà nó rớt bột. Anh chị thấy ha, rất là đẹp ha, rất là sáng, bột rất là đẹp nha. Hi Lauren, bột rất là đẹp luôn. Đây, tiếp tục. Cái này là cái móng thẳng nha, cái móng clear đó, mình chưa có dũa luôn đó. Nói chung là cái này mình chưa có dũa luôn đó, chưa có phao đâm luôn á. Đó. Đây. Mình lấy cục bột nè, thấy không? Cọ 12 nè, mình lấy chút xíu mà đủ một ngón nè. Mình đặt lên. Mình kéo xuống, thấy không? Mình tém hai bên hông đẩy lên nè. Đó, tém đẩy lên. Đẩy lên. Đó, cho nó nằm sát vô cái cò đó. Kệ nó, ví dụ như nó lem thì từ từ mình ấy nha, không có sao hết. Đừng có sợ nó lem ha. Đó, mình đập ra là mình rút xuống nè. Thấy không, bột rất là dẻo nè. Anh chị nhìn ngang nè, thấy không, rất là đẹp ha. Đó, mình rút nhẹ nè, rút nhẹ nè. Đó, rút nhẹ nhàng nè. Xong cái mình lên critical một chút xíu. Đó. Rút nhẹ nhẹ, rút xuống. Vừa đổ bột. Chị thấy nhẹ nhàng không? Đây mình lay bên hông đây thì mình vuốt bên hông đây một chút xíu. Đó. Đó. Rất là đẹp ha. See you đi anh Toàn ơi. I miss you too. Thank you bro. Ok, tiếp. Bên đây bột clear cũng vậy nha. Clear hay là đây là cái bột của hãng mình. Đây cho 30 giây quảng cáo. Not polish powder. Dip and dab nha. Ok. Đó. Hello Phát, khỏe không ạ? Khỏe không cô? Đi quịch xin đi nha. Đó. Đẩy lên, kéo xuống nè. Tém đẩy sát critical nè. Đó, mình đập ra nè. Tém vô, tém vô. Tém vô, đẩy lên. Cái nào chưa đều đẩy lên. Đó, lấy cái mũi cọ đẩy lên. Đó. Thấy không? Đó, xong cái mình đập nè. Vuốt nè. Nhẹ nhàng thôi ha. Nhìn cái cọ của mình là vuốt nhẹ nhàng thôi. Đó, nói chung là rất là mượt nha. Đó, vuốt từ từ. Ví dụ như mà anh chị rành làm cái này rồi á, thì ví dụ như cái này thì em chưa dũa xếp ha. Cái xếp này nó còn bự đúng không? Thì mình có cái cách khác nữa. Ví dụ như mình để ở bên hông nè, mình vuốt xuống nè, mình vuốt cho nó tém vô nè. Đó, nó chừa cái phần móng ra. Là anh chị thấy ha. Đó, thì nó sẽ tém nhỏ vô rồi mình vuốt nè. Đó. Thì cái này thì nói chung là đỡ dũa, đỡ cực thôi, nhưng mà hơi lâu. Làm biến lắm. Nói chung là để dũa đi cho nó lẹ. Đó, anh chị thấy ha. Nhìn nè. Mấy cái tay ngang nè. Thấy không? Nói chung là natural rất là đẹp. Đây. Đó. Critical rất là sát ha.
Cái này nói chung là vũ xếp xong buffer là xong đó. Mà thôi nó giỡn thôi chứ vũ chứ, phải vũ chứ. Thank you. Cảm ơn anh đất sét gì đó nha. Ok, tiếp tục nè. Ví dụ như cái ngón nhỏ này, cái này là nhỏ nha, cái ngón nhỏ nha, skinny. Nó rất là nhỏ ha. Thì mình không có thể nào mà mình dùng nguyên một cái cây cọ bự thiệt bự mà mình đắp lên. Là anh chị thấy không, nó muốn gấp đôi luôn. Nhưng mà mỗi lần anh chị lấy bột á là anh chị nhìn nè, thấy không, nó lan ra chứ nó không có nằm gọn vô cái này ha. Thì mình sẽ để ngang nha anh chị nha. Mình sẽ để ngang như thế này. Đây, mình lấy ha. Thì cái này thì nó để ngang thì nó vừa tầm với cái cồ của khách nè ha. Đó, nó không có bị chảy ra hai bên hông nè. Cái mình đẩy lên nè. Đó, mình đẩy lên. Đẩy lên. Đó. Đẩy, 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 đập critical xuống. Đó, đẩy lên. Nó lem cũng không sao nha anh chị nha. Tí mình vuốt sau. Bột rất là dẻo nên mình không có sợ nó ấy đâu. Mình vuốt từ từ đã. Mình vuốt xuống. Vuốt xuống. Đó, mình vuốt nhẹ xuống đã. Tại biết sao mà mình không cần vuốt hai bên hông liền không? Tại vì nó chưa có khô. Nó chưa có khô liền đâu. Tại vì bây giờ nó còn ẩm nè. Anh chị thấy nó còn ẩm không? Cái mình vuốt nè. Mình vuốt hai bên hông nè. Mình vuốt tém nó vô nè. À, anh chị thấy không? Đẹp không? Đó, cái mình lấy cái mũi cọ mình vuốt nhẹ xuống một chút xíu nữa. Bên đây cũng vậy. Mình lấy mũi cọ mình vuốt nhẹ xuống. Đó, là xong. Thẳng băng. Vừa đẹp. Đó. Chị thấy không? Cái bột gì dễ đắp rứa. Màu số mấy vậy anh ơi? Giống màu 105. Dạ không, cái màu này màu khác nha. M40. Màu này là M40 nha. Đó. Rồi tiếp tục. Anh chị có lên website order hàng của Not Polish đó, nhớ ghi chọn 93 được 10% off nha anh chị nha. Đó, đẩy lên nè. Tém lên nè. Lấy cái mũi cọ đẩy lên thôi nha. Đẩy lên. Đẩy lên. Thấy chưa? Đẩy lên đẹp rồi đúng không? Xong mình lấy một chút xíu nước nè. Mình đập critical cho nó nằm sát xuống nè. Đó, mình vuốt nè. Hello chị Trang Lưu. How are you chị? Đó, mình tém nè. Tém vô nè. Đó. Anh chị thấy làm sao? Đó, xong cái mình vuốt nhẹ xuống nữa nè. Đó, mình vuốt xuống nè. Vuốt xuống nè. Đập vô, vuốt vô. Anh chị á, khi mà học á thì anh chị để ý cái cách của em đắp với lại cái cách của em control cái cây cỏ. Nè đó, đấy nha. Đó. Đâu để em phiên lại cái thấy lại. Ok. Mình lận. Ok anh John, thank you anh John. Rất là đẹp ha. Tình hình ok không? Ok anh ơi. Ok. Rất là ok, màu mới em với anh đoán sai rồi kìa. Màu mới nha. Nó thật sự là cái màu mà tuy liên quanh á, cái màu mà có nước sơn, cái màu M này nè. Ui trời, cái bột nó đắp đã lắm anh chị ơi. Thật sự luôn á, nó đắp hơn bột cũ rất là nhiều. Đó. Nó đắp hơn bột cũ rất là nhiều nha. Đây. Mình vuốt nhẹ xuống nè. Vuốt nhẹ xuống nè. Xong cái mình lấy cái mũi cọ nè, mình đập ở cái phần critical, mình vuốt nhẹ xuống. Đó, mình tém ra hai bên hông để mình lấy cái bột mình vuốt. Đây, mình tém ra hai bên hông là để mình lấy cái bột mình vuốt nha, chứ không thôi nó mỏng lắm. Vuốt. À,
Em bình hồng vuốt xuống nè. Đó. Đập cái cuticle lại một chút xíu cho nó mịn. Đó, vuốt rất là mịn ha anh chị ha. Đều, rất là mịn. Ok. Tiếp tục. Màu hồng. Đặt lên. Tém xuống. Đập nó qua. Anh chị, có anh chị nào mà đang dùng cái màu Collection M này chưa? Cho em cái ý kiến với nè. Trời, coi like em mà không có sản phẩm của em buồn dễ sợ luôn. Vuốt nhẹ xuống nè. Đó, vừa vuốt vừa đọc comment nè. Hello anh Cường. Cái màu này em có hết mà không nhớ màu này luôn đó. Đẹp quá, mong là đi làm lại sớm làm màu này xem sao. Ok luôn, ngon lành luôn. Mình vuốt mà ha, nãy giờ em đợi cũng khá lâu nhưng mà bột vẫn dẻo nè. Cái độ mượt mà của nó nè anh chị thấy không, không có gồ ghề, rất là mượt mà. Đó. Liquid này là CND nha. Đó. Còn anh chị nào mà chưa có control được một cục bột giống như em đó thì anh chị chơi hai cục. Bây giờ em chơi hai cục cho anh chị xem nha. Đây, mình đặt lên để im một chút xíu nè. Tém xuống nè. Đập hai bên hông nè, anh chị thấy bột rất là dẻo ha. Đó. Đặt lên đứng im nhưng mà mình đụng cái cọ muốn nó đi chỗ nào là nó đi chỗ đó nè. Đó. Em đập nó. Dạ, bột của em là nắp polish. Chị thấy cái nắp đỏ chưa? Đó. Vô supply mà thấy cái nắp đỏ là lo hốt đi chứ không lại hết à. Vuốt xuống nè. Đập vuốt xuống. Clear cũng vậy nha anh chị nha. Clear cũng rất là dẻo. Clear dùng cho ví dụ như sơn treo nè, rồi sơn thường nè, full set basic nè. Đó, rất là đẹp ha. Bóng bẫy, lộng lẫy. Xong, một cục ha. Nhớ nha anh chị nha, anh chị nhìn nè, ở cái phần này nè. Rất là mỏng ha, mình làm thiệt là mỏng nha. Cọ của em thì chỉ dùng cọ 14 thôi nha anh chị nha. Cỡ 14 thôi. Đó. Mình đặt lên nè. Mình đẩy nhẹ lên nè. Đó. Áp sát vô nè. Đó. Áp sát vô cuticle nè. Vuốt nhẹ xuống nè. Bên hông đây tém nó qua một chút cho nó nhiều bột nè. Vuốt nè. Vuốt xuống nè. Đó. Anh chị thấy không? Nhẹ nhàng đơn giản. Đó, chuẩn bị lượm tiền rồi đó. 60 đồng ngon ơ à. Đó. Ở Úc hả? À, anh John ơi, mình hôm bữa cái supply gì ở Úc đó mình có giao chưa anh John? Hello anh John ơi. Hello anh Hiếu. Khỏe không anh Hiếu? Xong, đây, anh chị sẽ thấy ha. Nè, nó khô nè, anh chị sẽ thấy nè. Đó, nó rất là đẹp ha. Nó khô rồi anh chị sẽ thấy. Rất là đẹp. Bây giờ vỗ xếp nhẹ nhàng hết. Thank you. Đây mình vỗ xuống nè. Đó, mình đưa vỗ nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần 3 bước thôi là anh chị có thể ra cái xếp rồi ha. Một là mình vũa thẳng hai ở trên hai bên hông nè, cho nó đều thì anh chị dễ canh hơn ha. Thứ hai là mình ép vô cái phần đầu, mình sẽ giữ để cái tay ở đây, mình giữ ở đây ha, mình không có cho nó lẹm lên cái phần trên. Dạ cảm ơn rất là nhiều, nhớ ủng hộ cái like của em ha. Sẽ cố gắng like nhiều nhiều vào.
Đó. Chỉ đơn giản thôi đó, chỉ giữa phần dưới nè. Tí nữa em sẽ vẽ một cái đường line nha anh chị nha. Con này thì nó muốn một cái đường line giống như kiểu mà đường khắp phình vậy đó. Mình vũ máy với vũ cây cũng đơn giản anh chị ha, không có gì mà khó hết. Tí hướng dẫn cho anh chị chạy cái cây vũ nhọn luôn nha. Ví dụ như đắp bột đẹp rồi thì mình vũ đơn giản lắm anh chị, rất là đơn giản luôn. Đó, xong. Nói chung là mình vũ đơn giản lắm, mình chỉ cần vũ cái phần đầu móng nữa là xong rồi. Đó, mình vũ thẳng nè. Đó, xong rồi nó có hơi bầu bầu ở bên đây nè anh chị thấy không? Mình đưa cái vũ xuống ở dưới lên, tém cái phần nó vô, đừng có đụng cái phần đầu móng. Anh chị thấy không? Em vũ xéo lên vậy nè, thì ở trên đây nó ăn rất là nhiều, mà ở dưới đây nó đâu có ăn đâu. Là chủ yếu là em đưa xéo lên vậy nè, ha. Dạ đúng rồi, deep đắp luôn. Ở Facebook em có cái mấy cái like của deep đó chị. Như cứ việc xem, cứ việc tham khảo. Ây da. Bây giờ mình lật tay lên, mình vũ nè. Đó, mình lật tay lên mình vũ cho nó thẳng ha. Đó. Cái này nó hơi dài rồi cả. Đó, xong, bên đây cũng vậy. Vũa phải thiệt thẳng nha anh chị nha, có phần là phải vừa thẳng nha. Ok, tiếp tục qua bàn này. Tém vô. Xong. Nói chung là mình đắp bột mà mình vũa xếp đơn giản lắm. Bột này đắp đếp đều đẹp. Đếp thì nó sẽ ra cái màu lợt hơn cái này chút xíu nha anh chị nha. Anh nhớ nha. Nhanh gọn xúc tích. Lấy tiền. Bộ này thì em làm thì 60 đồng nha anh chị nha. Hôm nay em làm 60 đồng nhưng mà tí nữa rẻ nữa thì lấy 70. Đơn giản thôi. Bộ này nếu mà đắp chỉ đơn giản, nếu mà anh chị đắp mà đắp không á, đắp bình thường thôi đó, thì chắc cũng 45 phút là xong rồi. Cái này thì anh chị đắp 45 phút là xong rồi. Là hết nguyên bộ luôn đó, 45 phút. Guarantee với anh chị luôn. Quay tay lên nè. Vỗ nè. Nói chung là làm con này tay ở cái cặp mắt em không có dám nhìn lên nha anh chị nha. Mắt mình không có dám nhìn lên mà mình chỉ nhìn xuống thôi, mình chỉ dám nhìn ở dưới thôi. Giả bộ ai nói chuyện với em đi được không? Đây mình sẽ dùng cái đầu giữa này ha. Đó, đầu giữa này. Ok, mình sẽ bật lớn lên. Ví dụ như máy 30 thì thường thường em chạy là 8 đến 10, thì cái này đó thì em vũa tới 10-15 lần. Cái này em bật tới 15 lần. Hello chị. Đó. Mình đi nè anh chị thấy không? Mình đi ngược cũng được nha. Đây, mình đi ngược nè.
Thì nói chung chạy cái đầu giữa này á, thì anh chị sẽ thấy nó sắc bén nhiều hơn. Nó rất là sắc, thấy không? Rất là sắc. Đây, cái đầu giữa này ở website đang bán double, đẹp quá, không cần chạy máy. À, cũng phải chạy chứ chị, nói chung là cũng phải chạy chứ. Nói thì nói vậy thôi chứ còn chạy chứ, phải chạy chứ. Chạy thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ đều hơn. Đó, anh chị không nhanh tay là hết nữa, đừng có hỏi em nha. Đầu giũa rất là nhanh nha, đầu giũa bên em bán rất là nhanh. Đúng. Thì thấy không, bột mà nó dính vô trong khóe đó là mình lấy ra được hết á. Anh chị thấy em chạy đơn giản không? Đó. Chạy ngược nè. Đó. Xong liền. Nhanh lẹ liền. Đây. Nhớ nha anh chị nha. Vào trang cá nhân của em để lấy cái website nha anh chị. Đó. Cái này tí mình chạy cái kia thì mình không có sợ bị chảy máu. Đó. Cái nào dính da là mình móc nó đi hết luôn. Xong tí nữa mình sẽ chỉ cho anh chị cái cách lấy cọ mà vẽ cái hình mà coffin đó. Xong cái giữa máy này tiền và trả như thế nào cho hỏi. Dạ, ở trên cái trang cá nhân của em đó có đó chị, ở trên website đó, cái đầu giữa đó là 20 đồng, còn nhiều đầu giữa khác nữa. Cái giữa đó là 20 đồng, còn mấy giữa kia là 30. Đây. Tiếp tục ha. Mình chạy nhẹ lại cái máy này một chút. Đây. Thì ra mình chạy nhẹ, phải chạy nhẹ lại một cái máy này chút xíu nha. Để cho nó mịn hơn nữa. Cho nó sắc sảo, nó đẹp hơn nữa. Đây. Chị thấy ha, rất là đẹp ha. Mình chạy nhẹ nhàng thôi. Anh chị nghĩ là bột nó ra nhiều như thế này là nghĩ là chạy nhiều, không phải đâu. Tại cái bột này em chạy rất, em không có đè nha anh chị nha. Tuyệt đối là không đè nha. Mình chỉ đưa nhẹ nhẹ phớt thôi. Nếu mà có đè thì cũng một chút xíu thôi nha, chứ không phải là mình đè mạnh để nó đi bột nha. Cái này mình đâu phải phá bột đâu. Cái này mình đi để cho nó đều, nên là mình chỉ phớt nhẹ thôi. Đó, mình đưa qua đưa lại thôi. Đi để cho nó đều, nó đẹp hơn nha. Lâu livestream cái nó bị lẹo lưỡi nè. Cái này là mình chạy nhẹ nhàng thì nó mịn lắm. Nói chung là chạy phớt nhẹ qua là nó cực kỳ đẹp luôn. Đây. Anh chị thấy ha. Rất là đẹp, nó sắc bén lắm, nó sắc sảo lắm, nhìn cái bộ tay nó sắc sảo liền à. Đó, anh chị cứ ráng tập như thế này thì từ từ anh chị học thêm design. Chứ còn có nhiều anh chị lúc mà cái lớp của em á, có nhiều anh chị thật sự là đắp bột cũng chưa, giống như là thật sự là nó còn bị lỗi rất là nhiều. Cái quốc cái design lên cái nhìn coi như là không ổn rồi. Nên chị phải cần làm chuẩn cái bước đã, ví dụ như design á, tại vì biết làm sao. Thứ nhất anh chị chưa có rành cái này, mà ví dụ như mà lỡ mà có lỗi, ví dụ như anh chị làm design mà nó không ra đẹp đi, nó lỗi đi, khách mà nó complain đi, nó cự đi,
Đó. Thì anh chị phải phải tốn thời gian rất là nhiều không? Đó. Thì mình cứ làm cái shape đẹp đi đã, mình chuyên bột chuẩn cái đã, xong rồi cái bắt đầu cái mình hiểu bột được nhiều rồi thì bắt đầu mình design bằng bột. Thì ví dụ như lỡ mà cái design nó không có được hoàn hảo lắm, nhưng mà mình bù lại được cái shape với physical nó đẹp, xung quanh nó đẹp, nhưng mà nó không đẹp là cũng là đẹp rồi. Giờ em đâu cần chạy physical nhiều đâu, không, em chỉ phớt nhẹ thôi, em chỉ phớt qua loa thôi. Nên á, em khuyên mấy anh chị á, nên là tập cái shape với tập physical cho nó đẹp thiệt đẹp và đắp bột thiệt là chuẩn đi. Đó, rồi mình design cái này cái kia. Nhẹ nhẹ làm design cũng được. Cái này là theo ý kiến của em thôi, chứ không phải là nói mọi người là nên làm theo cái quay của em ha. Ôi cha, vẫn còn đông người gớm. Đó, mình đi nhẹ nè, đi lên nhẹ nè. Xong nha anh chị nha, xong bộ tay. Giờ mình buffer mình làm cái đường line nha. Ok, you like it? Good color, good shape. Đơn giản thôi. Đây. Đơn giản. Thank you. Chị thấy không? Nó đây. Nhìn kỹ ha. Nhìn nó thon gọn, nó nhẹ nhàng lắm, nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Nhìn nó thùy mị, nết na dữ lắm à. Trời ơi, không có ai nói chuyện với mình luôn hả trời. Trời ơi là trời. Xong, bây giờ mình sẽ vẽ cái đường line nhé. Let's see. Thường thường anh chị sẽ sơn cái matte top để mà design đúng không? Nhưng mà cái này thì em không cần luôn. Mình chơi liều luôn. Dạ, cảm ơn chị Trần Nguyễn. Trần Nguyễn không biết Trần Nguyễn hay Trần Nguyễn ta. Đây, độ dày của móng đây. Thấy ha. Đó, anh chị thấy ha. Đó, đồ dày của móng đây. Đó, đều giống nhau hết nè, anh chị thấy không? Nè, anh chị thấy không? Đồ... nó dày nha, anh chị nha. Nhìn nó dày đúng không? Nhưng mà thật sự là nó... Nhìn nó rất là natural. Anh chị thấy không? Nhìn nó mảnh mai lắm. Nó không có nhìn... Nó không có giống như là bị dày. Đây nè, đó, nhìn đi. Ok. Let's do it. Ok, design thôi. Rồi xong. Em thì em lại thích là để màu hồng thiệt là hồng luôn. Like it. À, cứ inbox cho em đi nha.
Trời ơi, liquid xin đi. Trời ơi, nãy đã nói trả lời chị rồi mà, chị không để ý gì hết trơn hà. Sắc sảo giờ, cảm ơn, cảm ơn. Quan trọng là em quảng cáo bột nha mọi người. Không, mấy cái này thì em chỉ đó như vậy thôi nè, không anh chị không, ví dụ như làm sếp đẹp đồ này kia là mình thứ nhất á, đầu tiên là con khách nó đỡ giống như là nó đỡ khó chịu với mình nè, không nó dễ dàng với mình nè. Nhìn vậy chứ cái sếp nó cũng quan trọng lắm ha anh chị ha. Mày rung cái gì vậy con này? Đó. Ở bên đây hả? Bên đây hình như là 7 giờ mấy thì phải. Mình nghĩ là qua 7 giờ rồi đó. Nãy giờ mình livestream thì chắc mình nghĩ là nãy giờ mình làm cho nó là 6 giờ 15. Giờ chắc mình nghĩ là 7 giờ mấy rồi đó. Tại mình livestream nữa mà. Mình xàm ở trên livestream nữa nên là nó hơi lâu. Anh chị có thấy em nhảm không? Ngày nào cũng like. Ở đó nhìn đẹp và tự nhiên. Dạ cảm ơn, có vẻ thường hay ghê vậy anh. Dạ cọ vẽ này là treo nha. Mình đổ nước sơn treo, mình xúc cái chai nước sơn thường đi. Đó. Xong mình đổ cái nước sơn màu trắng á. Nước sơn màu trắng của gì đó, anh chị dùng cái loại nào thì lấy cái loại đó. Anh chị biết làm sao mà tại sao mà em phải vũ cái sếp mà nó bự như vậy không? Tại vì mình vẽ cái này đó. Mình nhìn cái coffin nó nhỏ lắm. Ok, you put up the light. Hello Ken. Oh, mình khỏe nha, mình khỏe nha. Oh. Mình yếu là mình bị cách ly rồi, mà hơn là mình khỏe đó. Anh chị thấy em nhảm không? Ngày nào cũng livestream hết. Chắc sợ người ta chửi quá. Anh chị nghỉ dịch, nghỉ lễ đâu có làm gì nên là buồn buồn lên livestream cho anh chị em học chơi mà. Dạ bên đây được đi làm rồi. Nhẹ nhàng thôi ha. Hello chị Giang Bùi, trời ơi mấy nay chị mất tích ở đâu vậy? Không thấy chị on luôn mà. Dạ, tiểu bang em mở lại rồi. Chứ không mở em đói chị ơi. Tính điện qua mượn tiền chị nè. Mà hên nó mở lại thì thôi. Nãy anh nói supply nào ở Úc có hiệu bột này à, supply hả? Để em, chị inbox cho em đi, để em hỏi lại boss của em đã rồi em báo cho chị hay ha. Tránh dịch lâu dữ chị Giang. Tránh dịch gì lâu dữ vậy? Tránh gì tránh chứ cũng phải ra ngoài kiếm ăn chứ.
Nói chứ dịch 2 tháng em không có đụng vô Facebook cho anh Nguyễn này luôn á. 2 tháng trời em không có đụng vô Facebook này luôn á chị. Không nha, cái này là chỉ vẽ vậy thôi. Đó, cái này chỉ đơn giản vậy thôi. Cái này á, nếu như mà em không livestream á thì cái này là 1 tiếng là em xong. Cái này là tầm 1 tiếng em xong. Em nghĩ là chưa tới 1 tiếng là em có thể lấy tới 70 đồng. Chị thấy ngon không? À, 75 đồng. Em lấy 75 đồng nha. Đó, 1 tiếng đồng hồ. Ok. Bên chị vận đốc hả? Nên mất nghề rồi hả? Trời ơi, chị cũng có làm nữa hả? Em tưởng chị là ở nhà hưởng thôi chứ còn đi làm nữa hả? Căng. Tưởng chị ở nhà chị hưởng thụ thôi chứ còn. Khi nào qua ông cho anh nhớ hú em với nha chị Giang. Làm cho khách thì mình không phải tỉ mỉ từng ly từng tí để mình đi thi hay là mình chụp hình. Nhưng mà mình làm vừa đủ cái thời gian của mình thôi. Tại vì mình làm lâu quá thì mệt cho mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai á thì nó tốn thời gian cho mình. Để thời gian này mình đi ăn cơm, uống nước, phải không? Mình cần gì phải kỹ. Kỹ vừa phải thôi nha anh chị nha, chứ không phải là thấy chút xíu hột rồi cũng bóc ra. Đó. Ok, năm sau hết dịch thì qua đây chơi nha. Không làm đâu. Hết dịch thì chị có mời em qua đó chơi không mà không 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 xách gối qua bên đó người ta đuổi về á chị ơi. Ừ thì ngày cả 8 con, 8 con, 9 con, 7 con. Thì cái này em chỉ làm khách hàng thôi, thì cứ ngày là cứ nhận vô 7 con đó. Ngày cứ nhận vô 7 con trừ 1 tiếng ra để ăn cơm xong. Từ 9 giờ rưỡi tới 6 giờ là hết. 6 giờ là hết nhận khách nha. Từ 9 giờ rưỡi tới 6 giờ. Ngày 7 con 1 tiếng ăn cơm. Đó. Gì nữa. Trời ơi, nói chung là sợ không có chỗ để tiền nữa chứ tiền để đâu mà đủ. Đúng không? Sợ không có tiền để thôi. Một đắp tháp này không chấp đâu. Được. Ủa ai nói chấp chị? Anh không bỏ bê tháp để chấp hả? Không không có chấp chị ơi, bột này nói chung là bột gì á mà nó lâu lắm, nó lâu dữ lắm mà. Chết mẹ, nhiều quá. Bột gì mà nó bóng mà nó đẹp mà nó trong mà nó nói chung là sắc sảo lắm. Lại bột này mà dở thiệt á, em nói thiệt luôn á, em nghĩ em qua công ty khác em làm kiếm bột ngon hơn. Đó, xong rồi anh chị nha. Thì đây ha. Đó. Nói chung là dễ hơi tệ tại vì đang đói bụng mệt rồi. Ok nha anh chị nha. Rất là đẹp ha. Ok, let's see.
tại vì mình thấy bạn trai nó đợi nhiều quá, với lại biết sao không? Mình làm lâu rồi nhiều lúc nó cũng quạo, mình livestream rồi đó thì nó cũng quạo, nên là mình để mặt nó chút xíu nha anh chị nha. Mình không phải là sợ nó đâu, mà mình chỉ sợ là mình hết tiền thôi, mình không có tiền xài thôi, chứ không phải là mình sợ nó ha. Đó, cứ vậy đi, nói chung là khách là mình cứ sợ nó đi, sợ mình không có tiền xài. Đó, đây anh chị sẽ nhìn nè, hai bên hông nè, đây nhìn cái tay nó rất là mỏng manh. Đó, mỏng manh mảnh khảnh liền. Nó rất là đẹp ha, nhìn nó rất là natural nè. Đó, nhìn nó rất là natural ha. Ok, thank you mọi người nha.